Rơi trực thăng Bell 505, 3 nạn nhân là người trong một gia đình ở Đà Nẵng. 3 trong số những nạn nhân xấu số trong vụ rơi trực thăng Bell 505 tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải được xác định là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, bí thư chi bộ khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cho biết, 3 trong số các nạn nhân xấu số trong vụ rơi trực thăng Bell 505 tại Hải Phòng là ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, vợ Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, cùng chú 422 Tôn Đản, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, và em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1972. Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội đoàn thể tới động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân, bà Tuyết cho biết. Như đã đưa tin, ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút, mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút. Ngay sau khi máy bay mất tín hiệu, công ty trực thăng miền Bắc phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Ban đầu xác định máy bay có 5 người tử nạn, bao gồm Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công, ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, trú thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, trú thành phố Đà Nẵng, bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1972, trú thành phố Đà Nẵng, bà Phạm Thị Bê, sinh năm 1958, trú thành phố Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khoảng thời gian kinh tế thế giới đầy biến động, danh sách tỷ phú đô la Mỹ do tạp chí Forbes công bố mới đây trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Và đáng chú ý, danh sách hiện chỉ còn 6 đại diện Việt Nam do không còn xuất hiện tên chủ tịch Novaland. 6 tỷ phú Việt Nam năm 2023 được Forbes công bố gồm chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Năm nay, chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn vắng mặt trong danh sách của Forbes. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam năm nay với khối tài sản là 4,3 tỷ đô la Mỹ, còn thấp hơn con số 6,2 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Đây là lần thứ 11 ông Vượng góp mặt vào danh sách này. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HD Bank, Phó Chủ tịch và CEO của hãng hàng không Vietjet Air tiếp tục có tên trong danh sách với tài sản là 2,2 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 1.368. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm so với 3,2 tỷ đô la Mỹ năm ngoái. Ông hiện đứng thứ 1.647 trên thế giới, xếp sau là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank, tương đương thứ hạng với ông Trần Bá Dương và gia đình cùng có khối tài sản là 1,5 tỷ đô la Mỹ và cùng đứng hạng 1.905 thế giới. Ông Hồ Hùng Anh lần thứ 5 góp mặt trong danh sách này, tài sản của ông năm nay chỉ còn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương được đưa vào danh sách tỷ phú từ năm 2018, hiện có 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với khối tài sản là 1,3 tỷ đô la Mỹ xuất hiện trong danh sách năm thứ 3 liên tiếp. Chủ tịch Masan đứng hạng thứ 2.133 trên bảng xếp hạng tỷ phú đô la Mỹ thế giới. Một thông tin rất đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thì sáng nay Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, quận 8, TP.HCM. Có hơn 700 người gồm các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, các bị hại, luật sư được tòa triệu tập đến tham gia phiên xử. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Tùng, 46 tuổi, nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hùng Thanh, hay còn gọi là công ty Hùng Thanh, và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, 38 tuổi, nguyên là trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza. Các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Khung hình phạt cho tội danh này là từ 7 đến 12 năm tù. Để phục vụ cho công tác xét xử, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã triệu tập 642 bị hại, 70 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, xuất phát từ sự cố dây dẫn điện của một xe máy trong hầm xe của lô A chung cư Carina gây cháy xe, sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Gần 10 phút sau, hệ thống chiếu sáng của khu vực tầng hầm bị tắt, khói, khí nóng và khí độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi ở phía trên của chung cư. Hậu quả của vụ cháy là đã khiến cho 13 người thiệt mạng, 72 người bị thương và 492 xe máy, 81 xe ô tô
5 xe đạp bị hư hỏng. Trước đó vụ án này đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung lại do liên quan đến việc xác định thiệt hại trong vụ án. Phiên xử dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 4. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sở Du lịch thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo an ninh an toàn giao thông đường sắt đối với khách du lịch. Trong đó yêu cầu các doanh nghiệp không tổ chức tour đưa đón khách đến khu vực cà phê đường tàu. Cụ thể, theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, hiện nay theo phản ánh, nhiều du khách thường tới khu vực đường tàu thuộc địa bàn phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm để tham quan và chụp ảnh. Việc này đang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và gây áp lực cho các lực lượng bảo vệ hành lang an toàn đường sắt. Vì vậy, Sở Du lịch thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tuyên truyền, khuyến cáo du khách, đặc biệt là các du khách nước ngoài không đến tham quan, chụp ảnh, uống cà phê, giải khát tại khu vực đường tàu thuộc tuyến đường sắt Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn thuộc địa phận các quận Hoàn Kiếm và Ba Đình. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng không tổ chức các tour đưa đón khách đến khu vực cà phê đường tàu để đảm bảo an ninh an toàn cho khách khi tham quan du lịch tại Hà Nội. Thanh tra Sở sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Một thông tin đáng chú ý khác, thông tin người Việt vào phố cổ Hội An đi dạo uống cà phê cũng bị thu phí 80.000 đồng đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Lãnh đạo thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định quy định này đã có từ lâu và sẽ không vì chuyện mua vé mà đánh mất hình ảnh điểm đến, sẽ có phương án hài hòa để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đây là phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới. Từ ngày 15 tháng 5 tới, du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ phải mua vé tham quan. Đáng nói, việc thu phí áp dụng đối với cả du khách đi dạo phố cổ, chứ không chỉ dành cho du khách có nhu cầu tham quan di tích như hiện nay. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỷ lệ khách mua vé tham quan so với lượng khách vào phố cổ chỉ đạt khoảng 40%. Điều này đã tạo nên sự không công bằng giữa người mua vé và người tham quan miễn phí. Đề án của Hội An là căn cứ trên cơ sở pháp luật và điều kiện thực tế, do đó mà thành phố sẽ tiếp tục làm. Chứ còn đã xây dựng đề án và cân nhắc nhiều thứ thì Hội An không phải làm ra để rồi bỏ dở nuôi chừng. Tham quan Hội An nó phải được đảm bảo công bằng cho du khách và những cái doanh nghiệp chính đáng. Và cái hình ảnh Hội An nó phải không phải là cái điểm rẻ tiền như một số người suy nghĩ, và nó phải được bình đẳng với các cái di sản khác trong cái cộng đồng di sản của Việt Nam. Khi phương án thu phí vé tham quan phố cổ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An ban hành đã vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận, nhất là du khách Việt. Đi đến đây rồi phải có một cái barrier nào đấy, xong để mua vé xong rồi mới được vào ấy, thì nó giảm cái cảm giác ban đầu của du khách, và mình nghĩ là nó cái điều đấy nó không tốt. Bởi vì khi mà du khách có được một cái trải nghiệm tốt ấy, thì mình nghĩ là họ cũng sẽ chi tiêu nhiều hơn, rồi mua sắm nhiều hơn, sử dụng nhiều dịch vụ hơn, thăm thú nhiều nơi hơn ở Hội An. Thì mình nghĩ nó sẽ có cái lợi ích về lâu dài hơn. Đối với người dân, tiểu thương kinh doanh tại khu phố cổ Hội An thì lo ngại rằng khi thu phí, lượng khách tham quan chắc chắn sẽ giảm, nhất là mùa du lịch hè sắp đến. Kéo theo đó là việc kinh doanh của các tiểu thương sẽ bị ảnh hưởng. Thật ra cũng có nhiều khách buổi tối họ đi ngang qua đây, họ không vào thăm các cái di tích hay này kia mà bị yêu cầu mua vé thì họ cũng thắc mắc. Thu phí như vậy thì khách nó sẽ bất tiện, thì nó sẽ ít đi vào phố cổ hơn gì nè, nên lượng khách trong phố cổ sẽ còn ít đi gì nè, không có được nhiều. Nó sẽ bớt khách đi, những hộ kinh doanh trong này nó sẽ vén hơn, sẽ doanh thu sẽ giảm đi. Thống kê, thành phố Hội An hiện có 1.300 di sản. Năm nay Hội An dự kiến sẽ dành từ 120 tỷ đến 150 tỷ cho việc trùng tu di sản. Đáng chú ý, nguồn thu từ vé tham quan đang là nguồn thu ngân sách chủ yếu của Hội An. Khoảng 50% đến 70% tiền thu được dùng để tu bổ, tôn tạo di tích, hỗ trợ trùng tu đối với di tích tập thể, tư nhân. Tuy nhiên, chủ trương của thành phố Hội An lấy di tích để nuôi di tích đang gặp ý kiến trái chiều từ dư luận. Chính quyền Hội An cho biết sẽ tổ chức họp với người dân ngay trong tháng 4 này để thống nhất phương án phù hợp.